Câu 158 đến câu 160 là một cái email ha. Câu 158, Miss Phillips đã làm gì vào tuần trước? Về từ khóa chính là Miss Phillips và last week form nào? Sẽ bán trước cho câu A. Attended, tham dự một cái seminar hội thảo về marketing ở Florida. Câu B, finalize, quyết định những cái sự sắp xếp cho một cái chuyến đi của doanh nghiệp. Câu C, make acquaintance, mình có từ acquaintance có nghĩa là người quen đấy. Make acquaintances có nghĩa là làm quen với một số người mới ha, tại một cái sự kiện. Câu D, apply for, nộp đơn xin vào một cái vị trí việc làm part-time. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Phillips và last week đã ở vị trí nào em nhé. Câu đầu tiên mình dò từ đầu luôn ha. Xem là Miss Phillips chính là người gửi cái email này form nào và sẽ là người I hoặc me trong bài đọc ha. Người nhận email là Robert. Chủ đề là recommendation, là sự đề xuất ha, ngày gửi nè. Mình dò tiếp xem có từ khóa là last week hay không nha. Ở đây form nào, đọc từ đầu luôn em nha. Hi Robert, it was terrific, thật là tuyệt vời khi mà được gặp bạn tại các conference, các hội nghị về tourism, về du lịch tại Miami vào tuần trước. Và mình loại đáp án là câu nào vậy em? Mình loại câu A phải không? Bởi vì câu A nói rằng là tuần trước Miss Phillips đã tham gia một cái hội thảo về marketing tại Florida. Trong khi đó, ở trong bài đó, thì Miss Phillips vào tuần trước đã tham gia một cái hội nghị về du lịch tại Miami ha. Rồi mình đọc tiếp em nha. I'm sure, tôi chắc chắn đảm bảo là bạn sẽ đồng ý rằng cái sự kiện lần này nó hectic nhưng mà rất là productive, hữu ích và enlightening. Best of all, trên hết cái điều tốt nhất là tôi đã came away with một số cái liên hệ mới, những người mà có thể giúp được tôi promote, quảng bá được cái cơ sở kinh doanh của tôi là khách sạn Olinda Hotel. Vậy thì em xem nè, tại cái sự kiện thì Miss Phillips đã came away with một số cái liên hệ mới, những người mà có thể giúp cô ấy promote, quảng bá được cái cơ sở kinh doanh, có nghĩa là Miss Phillips đã làm quen được với một số cái người mới, đã làm quen được một số cái mối quan hệ mới, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C ha, làm quen được một số cái người mới tại cái sự kiện, được không nào? Câu 159, điều gì được chỉ ra được nói về Miss Howard, về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bán trước nhân câu A. Cô ấy thì hiện tại đang làm việc với vai trò là một chuyên viên tư vấn hay consultant. Câu B, cô ấy đang tìm kiếm một cái công việc ở Miami. Câu C, cô ấy đang lên kế hoạch cho một cái kỳ nghỉ ở Orlando. Câu D, cô ấy đã ở khách sạn Olinda, có nghĩa là đã làm việc ở khách sạn Olinda được 6 năm. Sau bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Howard đang ở vị trí nào em nha. Rồi đây form nào là con này thử em nha. Her name, tên cô ấy là Anna Harwood và tôi đã biết cô ấy được 6 năm. Chưa có rõ lắm form nào để rõ hơn thì mình đọc cái đoạn ở phía trước nữa đi em. Chắc chắn là đoạn ở phía trước cũng nói về Anna Harwood. Bởi vì chỗ này người ta dùng từ her name. Her là đại từ nhân xưng dùng để thay thế cho cái danh từ đã được nhắc đến ở phía trước ha. Đọc cái đoạn này em nha. Anyway, dù sao đi nữa, I recall, tôi nhớ là bạn đã đề cập rằng á, bạn đang tìm kiếm một cái người quản lý sự kiện cho cái resort mới sẽ mở ra ở Orlando. Cái người giám đốc marketing hiện tại đang làm việc cho tôi ở đây là ở New Orleans, sẽ chuyển đến Orlando vào mùa hè tới và cô ấy chắc chắn là sẽ tìm một cái công việc. Tên cô ấy là Anna Harwood và tôi đã biết cô ấy được 6 năm. Vậy từ thông tin này mình suy được một điều là gì em? Anna Harwood hiện tại chính là giám đốc marketing cho cái khách sạn của Miss Phillips, phải không nào? Mà khách sạn của Miss Phillips chính là Orlando Hotel, phải không em? Và Miss Phillips cũng đề cập là Miss Phillips đã biết Anna Harwood được 6 năm, có nghĩa là Anna Harwood đã làm việc cho khách sạn này nè, được 6 năm, phải không nào? Vậy đáp án là câu D ha. Cô ấy đã làm việc ở Orlando Hotel được 6 năm, được không nào? Câu 160, ở vị trí nào là đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về đọc câu ra ghép trước nha. I believe, tôi tin rằng là cái role, cái vai trò hay là cái vị trí việc làm bạn đang cung cấp thì nó cũng yêu cầu supervision, cái việc giám sát nhân viên và communication giao tiếp với khách hàng. Đọc lại một lần nữa cho hiểu rõ nha. Tôi tin rằng cái vị trí việc làm mà bạn đang cung cấp nó cũng yêu cầu cái việc giám sát nhân viên và giao tiếp với khách hàng. Và chắc chắn câu đứng ở phía trước câu này cũng phải nói về cái việc giám sát nhân viên và giao tiếp với khách hàng, phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò những cái câu ở phía trước các vị trí đánh số xem câu nào liên kết với câu này nhanh nha. Vị trí số 1 trước nào, cùng đọc ha. Đọc câu ở phía trước nào. I'm sure, tôi chắc chắn là bạn sẽ đồng ý rằng cái sự kiện này á, thì nó hectic nhưng mà rất là productive, là hữu ích và enlightening. Không có liên quan, phải không nào? Đâu có nói gì về việc giám sát nhân viên và giao tiếp với khách hàng đâu. Rồi vị trí số 2 đi em. Ở đây hai đọc câu ở phía trước nào. Best of all, cái điều mà tốt nhất, cái điều mà hay nhất là tôi đã came away with một số cái mối liên hệ, cái mối quan hệ mới, những người mà có thể giúp đỡ tôi promote, quảng bá, quảng cáo cái cơ sở kinh doanh của tôi là khách sạn này. Cũng không có liên quan luôn. Form nào, vị trí số 3 đi em. Đây ha, đọc câu ở phía trước nào. Anyway,
Dù sao đi nữa, I recall. Tôi nhớ là bà đã đề cập rằng bà đang tìm kiếm một người quản lý sự kiện cho cái resort mới sẽ mở ra ở Orlando. Nó có nói đến cái vị trí việc làm là quản lý sự kiện phải không nào, nhưng mà nó không có nói gì đến việc giám sát nhân viên và giao tiếp với khách hàng cả, nên cũng chưa chắc mình đọc thêm câu số 4 nữa đi. Ở đây ha, câu ở phía trước là gì đây? Currently, hiện tại, thì cô ấy oversees là giám sát đem. Hiện tại cô ấy giám sát một cái đội ngũ nhân viên là khoảng 30 nhân viên. Và preside over hầu hết những cái cuộc họp, những cái cuộc gặp với lại khách hàng cho cái bộ phận phòng ban của cô ấy. Ok, vậy chắc chắn vị trí mà liên kết nhất là vị trí số mấy đem? Vị trí số 4 phải không nào? Bởi vì vị trí số 4 có nhắc đến việc giám sát nhân viên và gì nữa? À, và có những cái cuộc họp, cuộc gặp với lại khách hàng nè, phải không nào? Vậy đáp án là câu đi ha. Ok, vậy thì em để ý cái từ also ha. Nếu có đầu kép có từ also thì cái câu ở phía trước nên chắc chắn nó cũng sẽ nhắc đến cái thông tin giống với trong câu này, được không nào? Ok, sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là cái email gửi đến cho Robert Crowley, gửi từ Kimberly Phillips, chủ đề là recommendation, có nghĩa là sự đề xuất, đề nghị hay là giới thiệu ha. Ngày gửi là 16 tháng 10. Hi Robert, it was terrific. Mình có từ terrific là tuyệt vời đấy em. Thật là tuyệt vời khi mà được gặp bạn tại cái conference. Mình có từ conference là hội nghị ha. Khi được gặp bạn tại cái hội nghị về du lịch ở Miami vào tuần trước. I'm sure, tôi chắc chắn là bạn sẽ đồng ý rằng cái sự kiện lần này thì hectic. Mình có từ hectic là đông đúc hay là hỗn độn đấy em. Thì đông đúc hỗn độn nhưng mà rất là productive. Mình có từ productive có nghĩa là hiệu quả hay là hữu ích ha. Thì rất là hữu ích và enlightening. Mấy cái từ enlightening cũng có nghĩa là hữu ích luôn, hoặc có thể dịch là cung cấp được nhiều thông tin. Quy định lại câu này nha. Tôi chắc chắn là bạn đồng ý rằng á, cái sự kiện lần này thì nó đông đúc hỗn độn nhưng mà rất là hữu ích và cung cấp được nhiều thông tin. Best of all, cái điều mà tốt nhất mà hay nhất á, là tôi đã came away with. Mấy cái từ come away with là có được đem. Tôi đã có được một vài cái contacts, cái mối liên hệ mới, những người mà có thể giúp tôi promote. Mà cái từ promote có ba nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo và thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là quảng cáo, quảng bá đây. Sẽ giúp tôi promote, quảng bá được cái establishment. Mà cái từ establish động từ là thành lập, thiết lập. Nhưng mà danh từ á, ngoài cái nghĩa là sự thành lập, thiết lập còn có nghĩa là cái cơ sở kinh doanh nữa ha. Establishment, cơ sở kinh doanh. Sẽ giúp tôi quảng bá được cơ sở kinh doanh của tôi là khách sạn Olinda. Anyway, dù sao đi nữa thì I recall. Mình có từ recall là nhớ lại hay là nhắc lại ha. Tôi nhớ lại là bạn đã mention là đề cập hay nhắc đến ha. Bạn đã đề cập hay là nhắc đến rằng bạn đang look for là tìm kiếm một cái người quản lý sự kiện cho resort mới sẽ mở ở Orlando. Người giám đốc marketing currently là hiện tại đây, hiện tại đang làm việc cho tôi ở đây nè, ở New Orleans, thì sẽ relocate, có nghĩa là thay đổi địa điểm hay là dời chỗ, chuyển chỗ ha, sẽ chuyển chỗ đến Orlando vào mùa hè tới. Và cô ấy sẽ chắc chắn là sẽ search for, mình có từ search for bằng với từ look for là tìm kiếm luôn đây. Và cô ấy chắc chắn là sẽ tìm kiếm một cái employment là việc làm đây, nó bằng với từ job ha. Và chắc chắn là cô ấy sẽ tìm kiếm một cái việc làm ha. Her name, tên cô ấy là Anna Harwood. Và tôi đã biết cô ấy được 6 năm. Currently, hiện tại thì cô ấy đang oversee. Mình có từ oversee, động từ là giám sát đây. Hiện tại thì cô ấy giám sát một cái đội gồm khoảng 30 nhân viên. Và preside over, mình có từ preside over có nghĩa là chịu trách nhiệm hay là điều khiển ha. Và hiện tại thì cô ấy đang điều khiển, đang chịu trách nhiệm cho hầu hết những cái buổi gặp gỡ với lại khách hàng cho department, văn phòng hay là bộ phận hay là phòng ban của cô ấy. Cô ấy đã làm việc rất là tốt, rất là tuyệt ở đây, tại Orlando. Vì thế tôi có thể guarantee là đảm bảo, đây tôi có thể đảm bảo với bạn rằng là bạn sẽ không bị disappointed, là thất vọng ha. Bạn sẽ không bị thất vọng, disappointed, thất vọng. Nếu mà bạn quan tâm và công việc thì vẫn available, vẫn còn trống, thì tôi có thể cho Anna cái địa chỉ email của bạn để cô ấy có thể gửi cái resume, cái sơ yếu lịch của cô ấy và có thể sắp xếp một cái interview là buổi phỏng vấn nè. Sắp xếp một cái buổi phỏng vấn, một cái sơ phỏng vấn qua điện thoại ha, rồi ký tên. Có 158, câu ai mình có từ seminar, có nghĩa là hội thảo, cũng gặp rất nhiều rồi ha. Seminar, hội thảo. Rồi câu C mình có từ acquaintance, có nghĩa là người quen nè.
về make acquaintance có nghĩa là làm quen với những cái người mới ha. Rồi tiếp câu đi bằng cái từ position là vị trí. Ở đây là vị trí việc làm nè, vị trí ha. Rồi câu 159, câu A mình có từ consultant là tư vấn viên hay là chuyên viên tư vấn. Câu 160, mình có từ role. Thường gặp cái từ role có nghĩa là vai trò, nhưng ngoài ra nó còn có nghĩa là vị trí việc làm nè. Supervision là danh từ của động từ supervise. Supervise là giám sát, động từ là giám sát hay danh từ là việc giám sát hay là sự giám sát. Rồi communication có nghĩa là cái sự giao tiếp nè, giao tiếp ha. Tôi lại có trong một kép nha. Tôi tin rằng là cái vai trò, cái vị trí việc làm bạn đang cung cấp á, thì cũng sẽ yêu cầu cái việc giám sát nhân viên và giao tiếp với lại khách hàng, được không nào? Ok. Câu 161 đến câu 163 đây là một cái article, bài báo ha. Câu 161, mục đích chính của bài báo là gì? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc lại đầu hoặc đằng cuối của bài báo em nha. Đọc đáp án trước nào, câu A, to compare, để so sánh những cái quan điểm ý kiến về những cái hoạt động sustainable, phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Câu B, to criticize, để chỉ trích phê bình cái việc chi tiêu, cái việc tiêu dùng lãng phí của công ty. Câu C, to describe, để miêu tả những cái luật là những cái quy định mà nó ảnh hưởng đến proprietors, là những người chủ sở hữu đấy, những người chủ sở hữu công ty. Câu D, to promote, để quảng cáo, quảng bá cái methods, những cái phương thức production, sản xuất ethical, có nghĩa là có đạo đức hay là có trách nhiệm. Cái phương thức sản xuất mà có đạo đức, có trách nhiệm có nghĩa là họ sẽ chú trọng về cả cái chất lượng của sản phẩm và về bảo vệ môi trường nữa em ha, được gọi là ethical production methods. Sau bây giờ mình sẽ dò cái đoạn đầu của bài báo trước em nha, cùng đọc nào. Bài báo nói về cái sustainability, cái khả năng phát triển bền vững và doanh nghiệp của bạn ha, được viết bởi người này nè, ngày nè. Increasingly, ngày càng nhận thức được cái tầm quan trọng của việc phát triển bền vững của môi trường, thì ngày càng nhiều những cái doanh nghiệp đang thực hiện từng bước, những cái bước để mà thực hiện áp dụng những cái phương thức sản xuất ethical, là có trách nhiệm với môi trường. However, tuy nhiên, một số người wonder, tự hỏi là liệu rằng những cái thay đổi này á, nó có đáng để mà thực hiện hay không. Vậy thì em xem nè, cái đoạn này đang bàn về cái việc phát triển bền vững và những cái phương thức sản xuất ethical, phải không nào? Vậy đáp án trước có thể là câu nào em? Câu A có nói về cái việc phát triển bền vững, phải không nào, những cái hoạt động phát triển bền vững. Và câu D, phải không? Câu D nói về phương thức sản xuất ethical. Còn cái câu B là phê bình chỉ trích về việc chi tiêu lãng phí là không có nè. Câu C là miêu tả những cái luật là những cái quy định cũng không có luôn. Và bây giờ câu A hay câu D, em đọc lại câu A thử xem coi là gì. So sánh những cái quan điểm ý kiến về những cái hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp. Còn câu D là quảng cáo quảng bá về cái phương thức sản xuất ethical. Rồi bây giờ để mà chắc hơn thì mình đọc tiếp cái đoạn tiếp theo thử xem em. Cái đoạn tiếp theo nó nói gì đây? Business consultants, cái chuyên viên tư vấn doanh nghiệp và chuyên gia về phát triển bền vững ethical, tên là như thế này nè, đã nói rằng vậy đây là cái ý kiến của chuyên gia về phát triển bền vững và chuyên viên tư vấn doanh nghiệp, phải không nào? Rồi đoạn thứ ba thì nói về cái gì em? Nonetheless, tuy nhiên những chuyên gia khác thì lại cho rằng, có nghĩa là nó đang bàn về những cái ý kiến khác nhau về cái việc phát triển bền vững, phải không nào? Vậy theo em câu A hay câu D chính xác hơn? Câu A, phải không? Là nó so sánh những cái quan điểm ý kiến về những cái hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp, chứ nó không có quảng cáo quảng bá gì cả. Ok. Có 162, điều gì không được đề cập, không được nhắc đến bởi Andrea McKibben. Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Đó là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc vào từng đáp án em nha, câu A trước. Nhiều consumers, nhiều người tiêu dùng á, thì thích tìm những cái brands, những cái nhãn hiệu phát triển bền vững. Có nghĩa là họ thích tìm mua những cái nhãn hiệu mà nó chú trọng đến bảo vệ môi trường đấy em. Về từ khóa trong câu A sẽ là consumer và sustainable brands, phải không nào? Rồi bây giờ mình cùng dò xem có từ khóa hay không em nha. Ở đây có từ Andrea McKibben nè. Đọc câu này thử em nha. Business consultant, chuyên viên tư vấn doanh nghiệp và expert, chuyên gia về phát triển bền vững ethical, có tên là Andrea McKibben đã nói rằng, yes, đây là câu trả lời của cái câu ở trên em. Câu ở trên nó nói là gì đây? However, tuy nhiên một số người á, tự hỏi liệu rằng cái những cái thay đổi này nó có đáng hay không. Thì Andrea McKibben nói rằng, vâng, nó dĩ nhiên là rất là đáng. Chưa đoán, đọc tiếp nha. According to her, theo như cô ấy, thì consumer, có từ consumer nè, những người tiêu dùng của ít nhất là 10 cái công ty tập đoàn lớn, mà những cái công ty tập đoàn này á, nó gần đây đã cải thiện những cái hoạt động phát triển bền vững, quan tâm đến môi trường và xã hội, thì đã nhận được, đã có được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực. Cô ấy tiếp tục mention that, đề cập rằng có hơn 75% những consumers, những người tiêu dùng của những công ty này á, cũng đã nói rằng họ thì thường là có xu hướng tìm mua những cái sản phẩm từ những cái brands, những cái nhãn hiệu
mà nó quan tâm đến môi trường. Ok, vậy thì em xem là nó là gì đây. Hơn 75% những người tiêu dùng của công ty này á nói rằng họ thường có xu hướng là mua, họ có khả năng mua những cái sản phẩm của những cái nhãn hiệu mà quan tâm đến môi trường hơn. Vậy có nghĩa là nhiều người tiêu dùng quan tâm đến những cái nhãn hiệu, những cái sản phẩm mà nó thuộc cái sự phát triển bền vững, phải không nào? Vậy là câu A có đề cập ha. Rồi tiếp câu B nha. There is value, có giá trị đối với những cái phương thức phát triển bền vững của doanh nghiệp. Có nghĩa là cái việc mà áp dụng những cái phương thức phát triển bền vững của doanh nghiệp đó em thì có giá trị. Có phong nào mà mình đọc rồi. Đây nè. Nó nói là yes, they most certainly are. Có nghĩa là vâng, chúng thì rất là giá trị á. Vậy là câu B có đề cập luôn phải không? Tiếp câu C nha. Một số corporations, một số công ty tập đoàn đã reported, đã báo cáo có ít thay đổi ở trong cái việc tạo ra lợi nhuận. Vậy từ khóa chính là change và profitability, phải không nào? Rồi em giờ xem có không. Giờ tiếp nha. Ở đây có từ profit, em đọc câu này thử nha. Cô ấy cũng nêu lên rằng á, là những cái công ty tập đoàn mà đã áp dụng thực hiện những cái hoạt động này, là những cái hoạt động mà bảo vệ môi trường rồi phát triển bền vững đem, đã báo cáo là không có cái sự phát biệt significant lớn là đáng kể ở trong cái lợi nhuận. Vậy là câu C cũng đúng luôn phải không? Là có little change, là hầu như không có sự thay đổi đem. Có rất là ít, hầu như không có sự thay đổi trong cái khả năng tạo ra được lợi nhuận. Có luôn phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu D rồi. Và câu D thử xem nó là gì đây. Ít hơn 10 công ty đã modify, sửa đổi, thay đổi cái hoạt động của họ. Đâu có nói như vậy đâu phải không nào? Vậy đáp án là câu D ha. Ok. Câu 163, according to the author, theo như tác giả thì cái ví dụ về style be with you đã review, đã tiết lộ, đã nói lên điều gì về từ khóa chính là style be with you, phải không nào? Sẽ bán trước như câu A, companies, các công ty thì reluctant, miễn cưỡng thực hiện những cái thay đổi. Câu B, maintain những cái việc duy trì cái hình ảnh, có trách nhiệm, quan tâm đến môi trường thì không có đắt tiền. Câu C, người ta không có sẵn lòng, không có sẵn sàng trả thêm cho những cái sản phẩm được sản xuất theo tiêu chí có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Câu D, những cái trang phục quần áo mà được làm từ chất liệu organic, hữu cơ đó thì ngày càng trở nên phổ biến. Sau bây giờ mình sẽ cùng vào xem style be with you nào. Đây nằm ở vị trí nào em nha. Câu cuối rồi mình vào đoạn cuối luôn ha. Ở đây form nào cùng đọc nha em. Style be with you, một cái brand, một cái nhãn hiệu thời trang quần áo thường ngày, cỡ trung, đã đặt những cái vấn đề này vào trong thử nghiệm. Khi mà releasing tung ra một cái dòng sản phẩm mới về những cái sweaters, những cái chiếc áo len được sản xuất theo cái tiêu chí có trách nhiệm bảo vệ môi trường, được làm từ những cái chất liệu hữu cơ, ban quản lý nhận thấy rằng tổng doanh số, cái doanh số chung cho cái việc bán hàng của quý này nó tăng lên, despite mặc dù nhiều khách hàng bị attracted, bị thu hút bởi cái hình ảnh có trách nhiệm, quan tâm đến môi trường mới của nhãn hiệu. However, tuy nhiên cái doanh số cho cái sweaters, cái chiếc áo len này, cái sản phẩm áo len này nó rơi xuống dưới cái mức dự đoán ban đầu. Khi mà khách hàng ở trong cái cửa hàng thì dường như là họ chọn mua những cái sản phẩm mà nó cheaper, nó rẻ hơn thay vì những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường. Vậy thì em xem nè, từ cái câu này, khách hàng á, họ chọn mua những cái sản phẩm rẻ hơn thay vì là những cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Vậy mình chọn đáp án là câu nào vậy em? Là câu C phải không? Là khách hàng không có sẵn sàng, không có sẵn lòng trả thêm cho những cái hàng hóa, những cái sản phẩm mà được sản xuất theo cái tiêu chí có trách nhiệm bảo vệ môi trường ha. Ok. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên mình có từ sustainability, có nghĩa là cái khả năng phát triển bền vững ha, và doanh nghiệp của bạn. Bài báo được viết bởi DeMarco, ngày viết là ngày 14 tháng 11. Increasingly, ngày càng tăng cái aware of. Mình có từ aware of là nhận thức về hay là nhận biết về ha. Ngày càng tăng cái nhận thức về importance, cái tầm quan trọng của sustainability, cái khả năng phát triển bền vững, chú trọng về môi trường. Thì ngày càng nhiều những cái businesses, những cái doanh nghiệp đang thực hiện những cái bước để mà adopt. Mình có từ adopt là nhận, chấp nhận hay là thực hiện ha, để mà thực hiện áp dụng những cái methods, là phương thức đem, những cái phương thức production, sản xuất ethical, là có trách nhiệm hay là có đạo đức ha. Những cái phương thức sản xuất mà có trách nhiệm, có đạo đức, có nghĩa là không những chú trọng về chất lượng mà còn chú trọng về cái việc bảo vệ môi trường nữa, được không nào? However, tuy nhiên, một số người thì wonder, mình có từ wonder là tự hỏi ha, một số người thì tự hỏi liệu rằng những cái thay đổi này á are worth doing, có đáng để mà thực hiện hay không. Mình có từ be worth cộng với lại verb in, có nghĩa là đáng làm việc gì ha, có đáng để mà thực hiện hay không ha. Ok, tiếp theo mình có từ consultant là người tư vấn hay là chuyên viên tư vấn ha, chuyên viên tư vấn doanh nghiệp, và expert là chuyên gia đấy. Và chuyên gia về phát triển bền vững có trách nhiệm, Andrea McKibben nói rằng chúng thì rất là đáng,
According to her, theo như cô ấy thì consumer, mình có từ consumer là người tiêu dùng ha. Những người tiêu dùng của at least, ít nhất là 10 cái corporations, là công ty hay là tập đoàn đêm. Ít nhất là 10 công ty tập đoàn lớn. Những công ty tập đoàn mà đã improve, cải thiện, cải tiến. Những cái practice là hoạt động đêm. Những cái hoạt động về phát triển bền vững, về xã hội và môi trường. Đã có những cái response là phản hồi ha, đã có những cái phản hồi rất là positive, là tích cực, được không nào? Cô ấy tiếp tục đề cập rằng hơn 75% consumers, những người tiêu dùng của những công ty tập đoàn này á, thì cũng nêu lên rằng họ thì có khả năng, họ thì dường như là có xu hướng tìm purchase, mua, mình có từ purchase là mua đấy em, tìm mua những cái sản phẩm từ những cái brands là nhãn hiệu ha, từ những cái nhãn hiệu mà nó concern, nó quan tâm đến môi trường. Cô ấy cũng nói rằng những cái công ty tập đoàn mà đã implement, mình có từ implement là thực thi hay là thực hiện đấy em, mà đã thực thi, thực hiện những cái hoạt động như vậy á, đã báo cáo là không có cái sự khác biệt significant, là lớn hay là đáng kể ha, không có cái sự khác biệt lớn, đáng kể trong cái biên lợi nhuận. Tiếp theo mình có từ nonetheless, nó bằng với từ however, có nghĩa là tuy nhiên đấy. Tuy nhiên những experts, những chuyên gia khác có thể contain, đậm từ contain là cho rằng ha, thì cho rằng chi phí là một cái factor, mình có từ factor là nhân tố. Chi phí là một cái nhân tố major, lớn, quan trọng, cần phải được consider, là xem xét. For example, lấy ví dụ như là cái việc replacing, là thay thế đem, việc thay thế những cái equipment, trang thiết bị, factory, nhà máy bằng những cái thiết bị thân thiện với môi trường có thể là một cái việc rất là đắt đỏ, rất là tốn kém. Subsequently có nghĩa là sau đó ha. Sau đó rồi thì công ty có thể là cần phải cố gắng để mà recover, là thu lại hay là lấy lại đem. Recover, thu lại, cố gắng để mà thu lại cái chi phí này bằng cách tăng cái giá bán goods, danh từ là hàng hóa hay là sản phẩm ha, bằng cách tăng giá bán những cái hàng hóa sản phẩm. Và ultimately có nghĩa là cuối cùng đêm, và cuối cùng thì có một điều được tranh luận là những người tiêu dùng á có khả năng á là mua những cái merchandise, là hàng hóa luôn đêm, là người tiêu dùng có khả năng là mua những cái hàng hóa based on, dựa trên cái giá cả của nó, chứ không phải là dựa trên cái cách mà nó được sản xuất. Style be with you, một cái brand, một cái nhãn hiệu fashion, thời trang casual là thường hay là bình thường đấy em, một cái nhãn hiệu thời trang quần áo bình thường thường ngày ha, có kích cỡ quy mô trung bình, gần đây đã đưa những cái vấn đề này vào trong thử nghiệm. Put something to the test là thử nghiệm việc gì ha, khi mà release là tung ra hay là ra mắt đấy em, khi mà ra mắt cái dòng sản phẩm mới, là những cái sweaters, những cái chiếc áo len được sản xuất theo cái tiêu chí là có trách nhiệm bảo vệ môi trường, được làm từ materials, là chất liệu đem, được làm từ những cái chất liệu organic, hữu cơ, thì ban quản lý nhận thấy rằng cái doanh số bán hàng chung cho cái quý này nó tăng, despite, mặc dù là có nhiều khách hàng đã bị attract, là thu hút đem, đã bị thu hút bởi cái hình ảnh responsible, có trách nhiệm mới của nhãn hiệu. However, tuy nhiên, cái doanh số cho cái sweaters, cái áo len này á, nó rơi xuống dưới cái mức forecast, mà cái từ forecast là dự đoán hay là dự báo đấy em, nó rơi xuống mức dưới cái mức dự đoán, dự báo được dự tính ban đầu. Một khi mà khách hàng ở trong cửa hàng á, thì dường như là họ chọn mua những cái sản phẩm mà nó cheaper, nó rẻ hơn, thay vì chọn mua những cái sản phẩm friendly, là thân thiện đấy em, thân thiện với môi trường. Bằng cách làm như vậy thì họ đã cho thấy rằng, họ đã chỉ ra rằng cái price, cái giá cả bán nó vẫn dominate. Mà cái từ dominate là trội hơn hay là áp hẳn cái gì ha? Giá cả nó vẫn trội hơn, áp hẳn cái trách nhiệm với môi trường, được không nào? Câu 161, câu bên mình có từ criticize là chỉ trích hay là phê bình ha? Câu B là để phê bình cái việc chi tiêu lãng phí của một cái công ty. Câu C mình có từ law là luật lệ đấy em, luật hay là luật lệ ha. Tiếp theo mình có từ proprietors, có nghĩa là chủ sở hữu. Proprietors là chủ sở hữu ha. Vậy câu C là để miêu tả những cái luật mà nó ảnh hưởng đến cái chủ sở hữu công ty. Câu D mình có từ promote, có ba nghĩa là thăng tiến, quảng cáo hay là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là quảng cáo đấy em, để quảng cáo, quảng bá là cái phương thức sản xuất có trách nhiệm với môi trường. Câu 162, câu trên mình có từ modify. Modify có nghĩa là sửa đổi hay là thay đổi ha. Modify, sửa đổi là thay đổi. Câu 163, mình có từ review là tiết lộ đây. Review là tiết lộ ha.
Câu A mình có từ be reluctant to, có nghĩa là miễn cưỡng làm việc gì? Be reluctant to, miễn cưỡng làm việc gì ha? Câu A là những cái công ty nó miễn cưỡng thực hiện những cái thay đổi được không nào? Ok. Câu 164 đến câu 167 đây là một cái đoạn thảo luận online ha. Câu 164, vào lúc 7:46 thì Miss Royce có khả năng là có ý gì khi bà ấy viết That's a shame. Sẽ bán trước nha câu A. Bà ấy không tin là thiết kế của cái banner nó thu hút. Cô B, bà ấy đã mong đợi là có nhiều thành viên truyền thông hơn đến tham dự cái sự kiện. Thành viên truyền thông là nhà báo hay là phóng viên đấy em. Cô C, bà ấy muốn cái việc trưng bày sản phẩm kết thúc sớm hơn trong ngày. Cô D, bà ấy thất vọng rằng là một số cái màn hình video nó bị hư, bị hỏng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem 7:46 đang ở vị trí nào em nha. Ở đây form nào? That's a shame nè, để hiểu được câu này có ý là gì mình đọc cái tin nhắn ở phía trước nè em nha. Vào lúc 7:43 thì Olga nói rằng có một cái cuộc họp quan trọng tại City Hall vào cùng thời gian. Nhiều nhà báo ở địa phương cần phải tham dự cái đó thay vì vậy. Chưa có rõ lắm phải không nào, và mình đọc cái tin nhắn ở phía trước nữa đi em. 7:41, Miss Royce nói rằng Thanks everyone, cảm ơn tất cả mọi người. Dường như là nghe có vẻ như là mọi việc nó đang tiến triển theo kế hoạch. Olga à, tại sao có quá ít thành viên của báo chí, có nghĩa là nhà báo đấy em, tại sao có quá ít nhà báo đến vậy? Thì Olga nói rằng có một cái cuộc họp quan trọng tại City Hall diễn ra vào cùng cái thời gian, cho nên nhiều nhà báo ở địa phương cần phải đến đó thay vì vậy. Thì Miss Royce nói rằng That's a shame, có nghĩa là gì vậy em? Ba câu này đang liên quan đến cái vấn đề gì? Đang nói về cái vấn đề là tại sao có quá ít nhà báo đến tham dự cái sự kiện của Miss Royce phải không nào? Và Olga nói rằng là bởi vì có một cái cuộc họp quan trọng hơn diễn ra vào cùng cái thời gian cái sự kiện luôn, cho nên là nhà báo đến tham dự cái cuộc họp đó rồi, cho đó là mới có ít nhà báo đến tham dự cái sự kiện của Miss Royce phải không nào? Vậy ý của Miss Royce là bà ấy đã mong đợi là có nhiều nhà báo và phóng viên đến cái sự kiện hơn, phải không? Vậy đáp án là câu B ha. Ok. Câu 165, Mr. Price sẽ làm gì vào sáng hôm sau? Vậy từ khóa chính là Mr. Price và morning phải không nào? Sẽ bán trước như câu A, hang up, treo một số các bảng hiệu. Câu B, conduct, tiến hành, thực hiện một cái bài thuyết trình video. Câu C, thực hiện một số cái sự điều chỉnh về thiết bị. Câu D, dẫn khách đến cái chỗ ngồi của họ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Price và morning đã ở vị trí nào em nhé. Mr. Price ở đây phải không nào? Ở đây có morning luôn nè, đọc câu này thử nha. Và chúng tôi cần phải thực hiện một số cái adjustment, cái sự điều chỉnh về ánh sáng vào buổi sáng. Nhưng mà cái màn hình video á đã được treo lên và cái hệ thống âm thanh thì đã sẵn sàng hoạt động. Vậy thì vào buổi sáng hôm đó Mr. Price cần phải làm gì với em? Thực hiện một số cái sự điều chỉnh về cái thiết bị ánh sáng phải không nào? Vậy đáp án là câu nào về em hả? Câu C luôn phải không? Ok. Câu 166, what is not true, điều gì không đúng về địa điểm diễn ra sự kiện? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc về từng đáp án em nha. Câu A trước, sound system, cái hệ thống âm thanh của nó thì sẵn sàng để mà sử dụng. Câu A đúng phải không nào, lúc nãy mình thấy rồi, ở đây nè em. The sound system, cái hệ thống âm thanh thì operational. Mình có từ operational là sẵn sàng để mà dùng, để mà sử dụng, để mà hoạt động đó ha. Vậy là câu A đúng. Giờ tiếp câu B nha. Nó có cái khu vực phục vụ đồ ăn thức uống, về từ khóa chính là food and drink phải không nào? Em nhờ xem có không. Ở đây có từ food nè em, đọc thử câu này nha. The caterer, cái bên cung cấp dịch vụ ăn uống cũng đã set up, thiết lập một cái bàn để thức ăn và một cái quầy refreshment là đồ ăn thức uống nhẹ đó em. Vậy là có khu vực phục vụ ăn uống phải không nào? Câu B có luôn ha. Tiếp câu C, cái zone, cái khu vực dành cho press và báo chí á, thì sẽ được expanded, được mở rộng ra, được nới rộng ra. Vậy từ khóa chính là press zone phải không nào? Em dò xem có không. Giờ tiếp ha. Rồi ở đây có từ press area, area cũng là khu vực, nó bằng với từ zone, em đọc câu này thử nha. I think, tôi nghĩ rằng á là cái khu vực mà chỗ ngồi dành cho báo chí đã được dành riêng á thì sẽ rất là rộng lớn. Rina, bạn nếu mà bạn cần á thì hãy thoải mái sử dụng một nửa cái khu vực dành cho báo chí để mà trưng bày thêm những cái sản phẩm. Ok, vậy thì em xem nè, do nhà báo phóng viên đến rất là ít phải không, cho nên cái khu vực chỗ ngồi mà dành riêng cho báo chí á bây giờ nó trở nên quá là rộng lớn. Do đó Miss Royce mới yêu cầu Rina, nếu mà cần thì hãy sử dụng một nửa cái khu vực này để mà trưng bày sản phẩm. Vậy có nghĩa là cái khu vực dành cho báo chí nó không có được mở rộng ra mà nó còn bị thu hẹp lại phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu C ha. Ok, không còn nhờ câu D nữa. Câu 167, Miss Size rất có thể, rất có khả năng làm việc cho các loại công ty nào? Vậy từ khóa chính là Miss Size phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A, một cái tờ báo địa phương. Câu B, một cái công ty lên kế hoạch cho sự kiện. Câu C, nhà sản xuất trang sức. Câu D, một cái trung tâm hội nghị. Rồi mình sẽ cùng dò xem Miss Size đang ở vị trí nào em nhé.
Câu 167 là câu cuối rồi, mình vào đoạn cuối trước ha. Ở đây form nào, đoạn này thử nhé em. Miss Sai nói rằng that would be great, thật là tuyệt. Có a couple of, một vài cái khu trưng bày jewelry là trang sức. Nó dường như là khá là đông, vì vậy tôi sẽ chuyển một số thứ sang đó vào buổi sáng. Chúng tôi muốn showcase, giới thiệu những cái sản phẩm mới của chúng ta một cách tốt nhất có thể. Vậy thì chắc chắn cái jewelry này chính là sản phẩm của công ty mà Miss Sai đang làm việc rồi, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào về em? À, câu C ha. Miss Sai đang làm việc cho một cái công ty, một cái nhà sản xuất về jewelry, về trang sức. Ok, sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này kem nhé. Đầu tiên Miss Royce nói rằng tất cả chúng ta đã ready, sẵn sàng cho cái launch. Mình có từ launch vừa là động từ vừa là danh từ, có nghĩa là tung ra hay là ra mắt gì đó lần đầu đấy em. Ở đây là việc ra mắt cái sản phẩm mới đó ha. Quay lại câu này, tất cả chúng ta đã sẵn sàng cho cái việc ra mắt sản phẩm mới vào ngày mai chưa? Let me know, hãy cho tôi biết xem liệu rằng có bất kỳ cái việc gì khác cần phải làm hay không. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian bởi vì cái sự kiện này á bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng mai. Rina Sai, my team, đội của tôi, nhóm của tôi và tôi đã chuẩn bị cho cái venue. Mình có từ venue là nơi, chỗ hoặc là địa điểm ha. Đội của tôi và tôi đã chuẩn bị cho cái địa điểm gần như là sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cần phải hang là treo đấy em, đầm từ hang là treo ha. Sẽ cần phải treo a few, một số cái banners, cái băng rôn large, lớn vào sáng ngày mai. Nhưng mà mọi thứ khác đã được set up, đã được thiết lập bố trí. Roger Price, chúng tôi thì cần phải thực hiện một số cái adjustment. Mình có từ adjustment là sự điều chỉnh ha. Chúng tôi cần phải thực hiện một số cái sự điều chỉnh final cuối cùng về ánh sáng vào buổi sáng mai. Nhưng mà cái màn hình video nè đã được treo lên, và cái sound system, mình có từ system là hệ thống đem, và cái hệ thống âm thanh thì operational, mình có từ operational là sẵn sàng để mà dùng, sẵn sàng để mà hoạt động ha. Onger nói rằng có khoảng 500 guests, mình có từ guests là khách mời ha. Có khoảng 500 khách mời đã confirm là xác nhận đêm, nhưng mà sẽ có thêm một số nữa có thể là show up. Mình có từ show up là xuất hiện, có mặt hay là tham dự ha. Ghi lại câu này nha, nhưng mà sẽ có thêm một số người nữa có thể là xuất hiện hay là tham dự. Có 6 thành viên của press, mình có từ press là báo chí đêm. 6 thành viên báo chí có nghĩa là 6 nhà báo ha, sẽ có 6 nhà báo đến. The caterer, mình có từ caterer là cái bên cung cấp dịch vụ ăn uống đem. Cái bên cung cấp dịch vụ ăn uống cũng là set up, là thiết lập hay là bố trí ha. Cũng đã bố trí một cái bàn ăn, và cái counter là cái quầy. Refreshment là đồ ăn thức uống đem, và cái quầy đồ ăn thức uống. Miss Royce nói rằng thanks everyone, cảm ơn tất cả mọi người. It sounds like, nghe có vẻ như là mọi thứ nó đang proceeding. Mình có từ proceed có nghĩa là xúc tiến, tiến hành hay là tiến triển đem. Ở đây có nghĩa là tiến triển ha. Mọi thứ nó đang tiến triển theo đúng kế hoạch. Onger à, tại sao có quá ít nhà báo đến như vậy? Thì Onger nói rằng có một cái cuộc họp quan trọng tại City Hall vào cùng cái thời gian. Khi đó là sẽ có nhiều journalist, mà có từ journalist là nhà báo đem. Có nhiều nhà báo địa phương cần phải tham dự cái cuộc họp đó. Thay vì vậy, Miss Royce nói rằng that's a shame. Mình có từ that's a shame, nó bằng với lại that's a pity đấy. That's a pity là rất là tiếc đó ha. Tiếc quá, thật là tiếc, được không nào? That's a shame, that's a pity, thật là tiếc. Tôi nghĩ là cái khu vực chỗ ngồi reserve, mình có từ reserve có nghĩa là đặt chỗ trước hoặc là dành riêng đấy em. Có hai nghĩa ha, cái này có nghĩa là dành riêng đó. Cái khu vực chỗ ngồi reserve được dành riêng cho press, cho báo chí á, thì sẽ quá là lớn. Rina, nếu mà bạn cần á, thì hãy thoải mái sử dụng lên đến một nửa cái khu vực dành cho nhà báo này để mà display, là trưng bày đi. Để mà trưng bày thêm sản phẩm. Rina Sai nói rằng that would be great, thật là tuyệt. Có a couple of, mình có từ a couple of là một vài ha. Có một vài cái display, cái chỗ trưng bày jewelry là trang sức đem. Jewelry gặp rất nhiều hay là trang sức. Có một số cái chỗ trưng bày trang sức á, thì dường như là crowded, là đông đúc đêm. Vì thế tôi sẽ chuyển một số thứ sang đó vào buổi sáng ngày mai. Chúng tôi thì muốn showcase. Mình có từ showcase là giới thiệu đêm. Showcase là giới thiệu ha. Chúng tôi muốn giới thiệu sản phẩm mới của chúng ta một cách tốt nhất có thể. Cái venue, cái địa điểm, cái nơi, cái chỗ mà diễn ra sự kiện á, thì sẽ mở cửa lúc mấy giờ. Thì Mr. Price nói rằng
Tôi đã hỏi cái người quản lý địa điểm vào ngày hôm nay và anh ấy nói rằng anh ấy có thể có mặt ở đó earlier than usual. Mình cái từ usual là bình thường đó em, thông thường bình thường ha. Và anh ấy sẽ có thể có mặt ở đó sớm hơn bình thường vào lúc 7 giờ sáng để mà cho chúng ta access. Mình cái từ access là truy cập hay là tiếp cận ha. Qua đây có nghĩa là đi vào đó em, à, để mà cho chúng ta đi vào ha. Ok, rồi tiếp câu 164. Câu A mình có từ attractive là thu hút. Câu D mình có từ disappointed là gì em? À, thất vọng ha, gặp rất nhiều rồi. Disappointed, thất vọng. Out of order có nghĩa là bị hư, bị hỏng đấy. Thường dùng cho máy móc ha. Bị hư, bị hỏng thường dùng cho máy móc. Rồi tiếp câu 165, câu B mình có từ conduct. Nó bằng với từ carry out, có nghĩa là tiến hành hay là thực hiện đấy. Câu 166, câu C mình có từ expand, có nghĩa là mở rộng ha. Expand là mở rộng. Câu D mình có từ supervisor, có nghĩa là người giám sát. Câu 167, câu C mình có từ manufacturer là nhà sản xuất đẹp. Manufacturer là sản xuất, manufacturer là nhà sản xuất ha. Câu D mình có từ convention, có nghĩa là hội nghị đẹp. Convention, hội nghị ha. Nó bằng với từ conference, meeting rồi đấy. Ok, convention, hội nghị. Vậy câu D là một cái trung tâm hội nghị. Được không nào? Ok.